Gina xin chào mừng quý vị khán giả của chương trình Khỏe đẹp mỗi ngày được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Trong chương trình tuần này thì Gina xin giới thiệu đến quý vị khán giả chủ đề biến hóa mái tóc cùng băng đô dành cho các cô nàng ưa thích sự thay đổi. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bí quyết làm đẹp. Không ít lần những cô nàng xứ sở hoa anh đào làm bao người xao xuyến với lối trang điểm Nhật Bản nhẹ nhàng. Và các bạn gái có muốn sở hữu nét quyến rũ nhưng vẫn đáng yêu như những cô nàng Nhật Bản không? Hôm nay Gina xin chia sẻ đến quý vị và các bạn bí quyết làm đẹp đến từ Nhật Bản, đó chính là trang điểm theo phong cách Nhật Bản. Để có thể trang điểm theo phong cách Nhật Bản ấn tượng và bắt mắt thì chúng ta cần chuẩn bị lớp kem nền, phấn má hồng, kẻ mắt eyeliner và chì kẻ mày. Muốn lớp trang điểm trông rõ ràng và sắc nét hơn, chúng ta nên quay nghiêng khuôn mặt để tạo nét dễ dàng. Bước đầu tiên, dùng kem nền và chấm lên khu vực gò má. Dùng bông trang điểm để tán đều lớp kem này ra mặt. Chúng ta cần lưu ý là khi tán kem nền, nên tán kỹ vùng quanh mắt để đôi mắt trông được sáng hơn. Bước tiếp theo, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt với đôi má hồng xinh xắn. Dùng cọ tán đều phấn má hồng theo hướng hơi xéo so với xương gò má để tạo được khối rõ nét hơn. Khi chúng ta tán phấn má hơi xéo thì sẽ dễ trang điểm hơn và phần phấn tán trông cũng cân đối hơn. Bước thứ 3, sau khi tán má hồng xong, chúng ta dùng eyeliner để tạo đường nét cho đôi mắt. Để việc kẻ eyeliner đơn giản hơn thì chúng ta hãy kẻ theo một đường thẳng từ phía đuôi mắt. Và cuối cùng là kẻ lông mày. Để trở thành một cô gái có nét nhìn sắc sảo và năng động, khi kẻ lông mày chúng ta nên kẻ phần đuôi hơi chết lên phía trên. Sau đó dùng chổi chải lông mày để chải những sợi lông mày theo hướng lên trên để vận may đến được nhiều hơn nữa. Khuôn mặt sau khi được trang điểm theo phong cách này đã trở nên sắc nét và rạng rỡ hơn rất nhiều đấy. Điểm nhấn cho phong cách trang điểm này chính là làm cho đôi gò má nổi bật hơn các phần còn lại trên khuôn mặt. Eyeliner kẻ không quá dài tạo cho đôi mắt đủ độ to và đáng yêu. Và chỉ cần tán đều lớp kem nền và đánh kỹ hơn ở khu vực quanh mắt mà không cần bất kỳ một lớp phấn phủ nào cả. Thật là đơn giản và nhanh chóng để tạo cho mình một khuôn mặt với đầy nét quyến rũ và đáng yêu rồi. Để có thể trang điểm theo phong cách Nhật Bản ấn tượng và bắt mắt thì chúng ta cần chuẩn bị lớp kem nền, phấn má hồng, kẻ mắt eyeliner và chì kẻ mày. Muốn lớp trang điểm trông rõ ràng và sắc nét hơn, chúng ta nên quay nghiêng khuôn mặt để tạo nét dễ dàng. Bước đầu tiên, dùng kem nền và chấm lên khu vực gò má. Dùng bông trang điểm để tán đều lớp kem này ra mặt. Chúng ta cần lưu ý là khi tán kem nền, nên tán kỹ vùng quanh mắt để đôi mắt trông được sáng hơn. Bước tiếp theo, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt với đôi má hồng xinh xắn. Dùng cọ tán đều phấn má hồng theo hướng hơi xéo so với xương gò má để tạo được khối rõ nét hơn. Khi chúng ta tán phấn má hơi xéo thì sẽ dễ trang điểm hơn và phần phấn tán trông cũng cân đối hơn. Bước thứ 3, sau khi tán má hồng xong, chúng ta dùng eyeliner để tạo đường nét cho đôi mắt. Để việc kẻ eyeliner đơn giản hơn thì chúng ta hãy kẻ theo một đường thẳng từ phía đuôi mắt. Và cuối cùng là kẻ lông mày. Để trở thành một cô gái có nét nhìn sắc sảo và năng động, khi kẻ lông mày chúng ta nên kẻ phần đuôi hơi chết lên phía trên. Sau đó dùng chổi chải lông mày để chải những sợi lông mày theo hướng lên trên để vận may đến được nhiều hơn nữa. Nếu chị em đang có một hộp phấn mắt không còn xài nữa và một thỏi son dưỡng không màu thì hoàn toàn chúng ta có thể tạo ra một món mỹ phẩm mới từ sự kết hợp những món đồ sẵn có này đấy. Đầu tiên phải kể đến đó chính là tuyết kem tạo khối thần thánh. Bí quyết tự làm kem tạo khối tiện lợi. Chúng ta cần có son dưỡng không màu và bột phấn mắt không còn sử dụng. Cách làm như sau: lấy toàn bộ phần son dưỡng ra khỏi vỏ cây son, bỏ phần son đó vào một chiếc ly sứ đang được làm nóng và đun cho đến khi thỏi son tan chảy được đến khoảng 70%. Cho phấn mắt vào son tan chảy và lưu ý là vẫn để lửa cháy để làm nóng ly. Đun nhẹ lửa cho đến khi hỗn hợp tan chảy hoàn toàn và quyện vào nhau.
dùng muỗng nhỏ lấy hỗn hợp tan chảy vừa được tạo ra, cho ngược lại vào vỏ cây son dưỡng. Sau khi cho hết vào vỏ son thì để nắp lại và mang để đông lạnh 1 tiếng. Và cuối cùng lấy thỏi son ra. Và giờ thì đã thành thỏi kem tạo khối thần thánh, là một món đồ không thể thiếu cho các chị em ưa trang điểm rồi. Nghe chừng thì tưởng như khó nhưng lại vô cùng đơn giản phải không ạ? Giờ đây thì chị em có thể hoàn toàn tự tạo cho mình một tuýp kem dạng khối, thủ công để khoe độ khéo tay rồi. Không những thế, không lúc nào chị em phải lo lắng kem tạo khối đột ngột hết nữa rồi. Vừa đơn giản lại vừa tiết kiệm, ngại gì chị em mình không bỏ túi bí quyết này chứ. Bí quyết tự làm kem tạo khối tiện lợi. Chúng ta cần có son dưỡng không màu và bột phấn mắt không còn sử dụng. Cách làm như sau: lấy toàn bộ phần son dưỡng ra khỏi vỏ cây son, bỏ phần son đó vào một chiếc ly sứ đang được làm nóng và đun cho đến khi thỏi son tan chảy được đến khoảng 70%. Cho phấn mắt vào son tan chảy và lưu ý là vẫn để lửa cháy để làm nóng ly. Đun nhẹ lửa cho đến khi hỗn hợp tan chảy hoàn toàn và quyện vào nhau. Dùng muỗng nhỏ lấy hỗn hợp tan chảy vừa được tạo ra, cho ngược lại vào vỏ cây son dưỡng. Sau khi cho hết vào vỏ son thì để nắp lại và mang để đông lạnh 1 tiếng. Và cuối cùng lấy thỏi son ra. Và giờ thì đã thành thỏi kem tạo khối thần thánh, là một món đồ không thể thiếu cho các chị em ưa trang điểm rồi. Tăng đô hay khăn tu bình từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của không ít chị em. Thế nhưng không hẳn chị em nào cũng biết đến nhiều cách thay đổi kiểu tóc của mình với băng đô. Vậy thì hôm nay Gina xin giới thiệu một vài cách biến hóa tóc với băng đô nhé. Biến hóa mái tóc cùng băng đô. Kiểu thứ nhất, tóc búi thấp đơn giản. Chuẩn bị khăn tua bình, chia tóc thành 3 phần, dùng kẹp cố định ban đầu hai bên tóc. Sau đó dùng khăn tua bình đè lên phần tóc ngay sau gáy và lùi xuống dưới hai phần tóc hai bên. Sau đó cột chặt hai đầu khăn tua bình phía trên trán. Tết xoắn tóc hai bên và lưu ý là kéo nhẹ tóc để tạo độ phồng tự nhiên. Tiếp theo, chia phần tóc sau gáy thành hai phần bằng nhau, cột mỗi phần đó với phần tóc đã được tết xoắn và cố định. Lần lượt luồn từng phần tóc vòng, xen kẽ qua băng đô để tạo kiểu tóc búi thấp điệu đà và quý phái. Kiểu thứ hai, tóc thả hai bên đơn giản nhưng sành điệu. Tóc thả xõa hết, sau đó dùng khăn tua bình để cài tóc. Lấy một ít tóc ở mỗi bên mái ra. Cả phần tóc còn lại phía sau gáy chúng ta sẽ dùng dây thun cột cố định và tạo búi tóc ở khu vực này. Sau đó chúng ta cũng kéo nhẹ để tạo độ phồng tự nhiên cho tóc. Vậy là đã xong một kiểu tóc với khăn tua bình rồi, cực kỳ đơn giản nhưng lại rất sành điệu và không kém phần đáng yêu. Không chỉ tiện lợi mà những chiếc băng đô xinh xinh sẽ khiến cho các bạn gái trở nên đẹp hơn và năng động hơn. Dù đi biển hay là đi chơi, gặp gỡ bạn bè thì mái tóc cùng với chiếc băng đô xinh xắn sẽ làm cho chị em tự tin và rạng rỡ hơn đó. Cách làm thì vô cùng đơn giản, ngại gì chị em không sắm cho mình thật nhiều chiếc băng đô khác nhau để thay đổi mỗi ngày, để mình lúc nào cũng có thể xinh đẹp và đáng yêu nhỉ.
biến hóa mái tóc cùng băng đô. Kiểu thứ nhất, tóc búi thấp đơn giản. Chuẩn bị khăn tua bình, chia tóc thành 3 phần, dùng kẹp cố định ban đầu hai bên tóc. Sau đó dùng khăn tua bình đè lên phần tóc ngay sau gáy và luồn xuống dưới hai phần tóc hai bên. Sau đó cột chặt hai đầu khăn tua bình phía trên trán. Tết xoắn tóc hai bên và lưu ý là kéo nhẹ tóc để tạo độ phồng tự nhiên. Tiếp theo, chia phần tóc sau gáy thành hai phần bằng nhau, cột mỗi phần đó với phần tóc đã được tết xoắn và cố định. Lần lượt luồn từng phần tóc vòng xen kẽ qua băng đô để tạo kiểu tóc búi thấp điệu đà và quý phái. Kiểu thứ hai, tóc thả hai bên đơn giản nhưng sành điệu. Tóc thả xõa hết, sau đó dùng khăn tua bình để cài tóc. Lấy một ít tóc ở mỗi bên mái ra. Tất cả phần tóc còn lại phía sau gáy chúng ta sẽ dùng dây thun cột cố định và tạo búi tóc ở khu vực này. Sau đó chúng ta cũng kéo nhẹ để tạo độ phồng tự nhiên cho tóc. Vậy là đã xong một kiểu tóc với khăn tua bình rồi, cực kỳ đơn giản nhưng lại rất sành điệu và không kém phần đáng yêu. Khi sử dụng mascara, nếu không để ý thì sẽ bị lem vào mắt. Mascara được tạo ra từ các thành phần như là sắc tố, dầu và sáp nên nếu bị lem màu cũng rất khó để làm sạch. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng, nếu chị em không chú ý đậy nắp cẩn thận cũng sẽ rất dễ dẫn đến mascara sẽ bị khô. Và làm thế nào để cải thiện tình hình đó thì China xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Khi bạn gái đang trang điểm nhưng lỡ tay làm lem mascara ra phần mí mắt, lúc này các bạn gái hãy nghĩ đến hũ Vaseline thần thánh nhé. Dùng tăm bông, quẹt nhẹ một đầu vào hũ Vaseline và sau đó chùi đè lên phần mascara bị lem. Các bạn gái sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Toàn bộ vùng mí mắt bị dính Vaseline đã được chùi sạch hoàn toàn. Nhờ vào cấu tạo dạng sáp của Vaseline sẽ giúp đánh bật các vết lem bị khô mà không hề ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Mascara của chị em bị khô và không thể sử dụng, chúng ta có thể cải thiện tình hình bằng nước hoa hồng hoặc nước xịt khoáng. Nhỏ vào tuýp mascara khoảng 2-3 giọt nước, sau đó đóng nắp lại và lắc đều trong khoảng 1 phút. Lúc này, nước hoa hồng hoặc nước xịt khoáng sẽ len lỏi vào các phân tử của mascara, khiến chúng mềm và đậm hơn. Và thế là tuýp mascara đã được sử dụng lại như trước đây rồi. Vaseline thần thánh đối với mọi loại mẹo vặt cho mỹ phẩm. Không chỉ có công dụng tẩy trang cho mắt mà Vaseline còn có vô vàn những công dụng khác trong việc làm đẹp và thậm chí còn giúp làm lành vết thương rất nhanh. Trong khi đó thì nước xịt khoáng lại có công dụng làm mềm và giữ độ ẩm nên sẽ dễ dàng cho lớp mascara bị khô từ từ trở nên lỏng hơn và ướt hơn, giúp chị em lấy mascara dễ dàng hơn rất nhiều. Khi bạn gái đang trang điểm nhưng lỡ tay làm lem mascara ra phần mí mắt, lúc này các bạn gái hãy nghĩ đến hũ Vaseline thần thánh nhé. Dùng tăm bông, quẹt nhẹ một đầu vào hũ Vaseline và sau đó chùi đè lên phần mascara bị lem. Các bạn gái sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Toàn bộ vùng mí mắt bị dính Vaseline đã được chùi sạch hoàn toàn. Nhờ vào cấu tạo dạng sáp của Vaseline sẽ giúp đánh bật các vết lem bị khô mà không hề ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Khi mascara của chị em bị khô và không thể sử dụng, chúng ta có thể cải thiện tình hình bằng nước hoa hồng hoặc nước xịt khoáng. Nhỏ vào tuýp mascara khoảng 2-3 giọt nước, sau đó đóng nắp lại và lắc đều trong khoảng 1 phút. Lúc này, nước hoa hồng hoặc nước xịt khoáng sẽ len lỏi vào các phân tử của mascara, khiến chúng mềm và đậm hơn. Và thế là tuýp mascara đã được sử dụng lại như trước đây rồi. Và sau đây là chuyên mục Mỗi ngày một sản phẩm. Và sản phẩm hôm nay đó chính là kem đa năng Haruka BB Cream. Kem đa năng Haruka Ginza BB Cream có xuất xứ từ Nhật Bản với công dụng 5-1, vừa là kem lót, kem nền, kem chống nắng, che khuyết điểm lại còn dưỡng ẩm cho làn da. BB Cream Haruka giúp làm đều màu da, tạo lớp trang điểm trắng hồng tự nhiên, thích hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da dầu và da nhạy cảm, che khuyết điểm hoàn hảo, giữ lớp trang điểm lâu trôi. Thành phần chống nắng SPF 50 PA++ bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ nắng mặt trời, ánh sáng nhân tạo,
và cải thiện nếp nhăn, dưỡng ẩm, chống lão hóa, giúp da láng miệng căng mướt. Nếu chị em không có nhiều kỹ năng và thời gian cho việc trang điểm hoặc vừa muốn tạo một lớp nền hoàn hảo kết hợp với việc dưỡng da thì sản phẩm này sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu. Một tuýp BB cream Haruka có dung tích là 30ml nên tùy vào tình trạng da cần che khuyết điểm nhiều hay ít và chúng ta sẽ lấy lượng kem vừa đủ để sử dụng cho gương mặt. BB cream Haruka hiện đang được phân phối tại hệ thống Love Shopping với giá là 699.000. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm này thì hãy liên hệ theo thông tin được hiển thị trên màn hình để được tư vấn và giao hàng một cách nhanh chóng. Kính thưa quý vị, vừa rồi China đã giới thiệu đến quý vị khán giả các bí quyết làm đẹp để giúp chị em và các bạn gái lúc nào cũng xinh đẹp và tự tin. Nhưng quý vị cũng đừng quên sức khỏe là nền tảng của vẻ đẹp. China mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Khỏe để đẹp. Trong chuyên mục Khỏe để đẹp hôm nay thì China xin giới thiệu đến quý vị khán giả cách làm kem dâu tây mochi ngon tuyệt và bài tập yoga giúp giảm bệnh lý đau thắt lưng. Nhắc đến mochi thì chắc hẳn ai cũng biết đây là món bánh rất nổi tiếng của Nhật Bản, được làm từ gạo nếp và nhân bánh là các loại đậu khác nhau. Nhưng nếu mochi chúng ta làm món kem thì sao nhỉ? Và các chị em đã biết cách làm được món kem mochi cùng với dâu tây như thế nào chưa? Hôm nay China xin bật mí cho các quý vị khán giả công thức làm món kem mát lạnh hấp dẫn này nhé. Cách làm kem mochi dâu tây thơm ngon mát lạnh. Nguyên liệu: mochi 2 miếng, dâu 2 quả, đường 1 thìa, kem vanilla và cuối cùng là bột khoai tây. Cách làm: cho dâu, đường vào chén chịu nhiệt và dầm bằng nĩa tạo thành một hỗn hợp hơi sệt. Sau đó cho mochi vào, phủ lên miệng chén lớp màng bọc thực phẩm và quay trong lò vi sóng với công suất 600W trong vòng 2 phút. Sau đó chúng ta dùng thìa trộn đều hỗn hợp đặc sánh này. Cho bột khoai tây lên khay, bỏ hỗn hợp chúng ta vừa có mochi, dâu tây và đường vào. Bọc lớp bột khoai tây ở hai mặt và dạng phẳng, sau đó cắt thành hai phần bằng nhau. Đặt kem vanilla vào chính giữa và bọc lại. Bỏ sản phẩm vào ngăn đá tủ lạnh và chờ đến khi đông cứng. Tạo thành sản phẩm kem mochi dâu tây thật là thơm ngon và mát lạnh. Vị dai dai của vỏ bánh, vị thơm và mát lạnh của kem thật là hấp dẫn. Để làm kem mochi đơn giản hơn thì quý vị thấy, chúng ta đã có các thanh mochi được chế biến sẵn, được bày bán ở các cửa hàng chuyên đồ Nhật Bản. Bột khoai tây màu trắng có tác dụng tạo nên một lớp áo bên ngoài, giúp lớp vỏ mochi không bị dính vào tay và các dụng cụ khác. Các chị em hãy cùng thử chỗ tài khéo léo của mình xem sao nhé. Cách làm kem mochi dâu tây thơm ngon mát lạnh. Nguyên liệu: mochi 2 miếng, dâu 2 quả, đường 1 thìa, kem vanilla và cuối cùng là bột khoai tây. Cách làm: cho dâu, đường vào chén chịu nhiệt và dầm bằng nĩa tạo thành một hỗn hợp hơi sệt. Sau đó cho mochi vào, phủ lên miệng chén lớp màng bọc thực phẩm và quay trong lò vi sóng với công suất 600W trong vòng 2 phút. Sau đó chúng ta dùng thìa trộn đều hỗn hợp đặc sánh này. Cho bột khoai tây lên khay, bỏ hỗn hợp chúng ta vừa có mochi, dâu tây và đường vào. Bọc lớp bột khoai tây ở hai mặt và dạng phẳng, sau đó cắt thành hai phần bằng nhau. Đặt kem vanilla vào chính giữa và bọc lại. Bỏ sản phẩm vào ngăn đá tủ lạnh và chờ đến khi đông cứng. Tạo thành sản phẩm kem mochi dâu tây thật là thơm ngon và mát lạnh.